Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Thật ra thì một khi đã trở thành một người xem One Piece lâu năm thì chắc hẳn bạn sẽ không cần phải nghe giải thích sức mạnh thật sự của trái Gura ghê gớm tới mức nào, vì nó được xem là trái ác quỷ hệ Paramecia mạnh nhất trong truyện, và bất kỳ ai sở hữu được nó đều nắm giữ trong tay sức mạnh có thể lật đổ cả thế giới theo nghĩa đen chỉ bằng việc đứng yên một chỗ. Và thật sự là bạn không cần phải giống râu trắng để có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Thứ duy nhất bạn cần chính là gặm một miếng từ trái ác quỷ này. Và khi đó, bạn sẽ không ngán bất cứ thằng nào đòi hẹn bạn ra cổng trường solo nữa, chứ đừng nói tới việc hủy diệt cả thế giới. Vậy cho nên, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những sự thật và những khả năng bá đạo của trái Gura trong One Piece nhé! Hình tượng sức mạnh. Chắc là các bạn chưa biết thì tiếng cười đặc trưng của râu trắng được lấy từ tên trái ác quỷ này đấy. Đấy, các bạn có nghe thấy Gurarara không? Chính sự tương đồng này đã chứng minh rằng râu trắng mới là người thích hợp để làm chủ nhân của trái Gura, chứ không phải tên mập râu tóc xồm xàm kia. Và cũng vì thế nên hình tượng người đàn ông mạnh nhất biết tạo ra chấn động của râu trắng được lấy từ hình tượng vị thần biển cả Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Vì thứ nhất, râu trắng là vua. Thứ hai, chính ông là người có thể tạo ra sóng thần như vị thần đáng sợ này, mặc dù Poseidon trong One Piece không đáng sợ cho lắm. Điểm mạnh và điểm yếu. Đúng vậy, làm gì có thứ gì hoàn hảo tới mức không sở hữu cho mình một hoặc hai điểm yếu chứ đúng không? Đặc biệt ở chỗ, sức mạnh này sở hữu đến tận hai điểm yếu chí mạng lận đấy nhé. Đó chính là đá biển và nước biển. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng ngầm hiểu ý mình là như thế nào rồi đúng không? Đó chính là trái Gura, ngoài việc cho người sử dụng khả năng khiến cả thế giới phải khiếp sợ ra, thì nó còn giúp cho người sử dụng có một tinh thần dám nghĩ dám làm nữa. Vì sẽ chẳng có ai dám đứng lên solo với một kẻ có khả năng thủ tiêu thế giới trong một khoảnh khắc cả. Tuy nhiên, đó là do chúng ta nghĩ như thế mà thôi. Trên thực tế thì chúng ta vẫn không biết rằng liệu sức mạnh của trái Yami có thể tác động một chút nào đến sức mạnh của trái Gura hay là không. Vì đối với râu trắng, Tít chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi. Và ông không gặp nhiều khó khăn lắm trong việc khiến cho tên béo này đo đường, mặc dù hắn sở hữu sức mạnh hấp thụ các trái quỷ khác. Tuy nhiên, nếu đặt trong trường hợp Tít có sức mạnh ngang cờ với râu trắng thì mình nghĩ là hắn có thể hấp thụ toàn bộ chấn động của trái Gura đấy nhỉ. Ngoài ra thì vì sức mạnh này được xem là một mối nguy hại đến thế giới và những chiêu thức của nó đa phần đều gây ra trên diện rộng và không phân biệt kẻ địch hay đồng minh, nên nếu chưa có kinh nghiệm mà xả chiêu bừa bãi thì có thể bạn sẽ phải nhận lấy chiến thắng một mình đấy. Tình cờ việc đó lại tạo ra thuận lợi cho kẻ địch vì bọn chúng chỉ cần đứng gần đồng minh của bạn là xong. Nhưng có lẽ điều đó chỉ tác dụng với râu trắng thôi, còn với Tít thì mình nghĩ hắn không quan tâm tới đồng minh hay kẻ địch đâu. Các chiêu thức. Trước khi đến với thành phần chính và quan trọng nhất trong video này thì mình có vài lưu ý cho các bạn. Đó chính là mình sẽ sắp xếp theo thứ tự ra mắt của các chiêu thức. Vậy nên các bạn đừng thắc mắc vì sao chiêu này mạnh hơn mà lại xếp ở đầu nhé. Chúng ta hãy bắt đầu với Kaisin, là chiêu thức đầu tiên mà râu trắng thi triển trong bộ truyện, dịch ra có nghĩa là động đất. Để sử dụng chiêu thức này, ông bẻ gãy không khí bằng nắm đấm của mình và truyền các sóng xung kích trong không khí theo hướng đối diện với nó. Những đợt sóng này sẽ đi qua và xé toạc các chất tiếp xúc với nó. Và vì râu trắng truyền sóng xung kích xuống lòng đất nên ông đã tạo ra một trận đại hồng thủy khổng lồ với mục đích là cuốn trôi tổng bộ hải quân cùng với những người bên trong nó. Tuy nhiên, nó đã bị chặn bởi Kuzan sau khi ông này đóng băng toàn bộ cơn sóng thần mà râu trắng tạo ra. Gekishin. Giống với Kaisin, nhưng Gekishin được dịch ra có nghĩa là một trận động đất nghiêm trọng. Đó là dạng biến thể của chiêu thức Kaisin, nhưng được sử dụng trong chiến đấu nhiều hơn là Kaisin. Khi sử dụng chiêu thức này, râu trắng sẽ phá vỡ không khí trực tiếp trước mặt kẻ thù và truyền các sóng xung kích mà mình đã nói lúc nãy vào trong cơ thể của họ như truyền vào lòng đất. Và như các bạn đã thấy, thì nếu sử dụng toàn bộ công lực như đòn Aisin vừa rồi thì kẻ địch của ông sẽ nát thành từng mảnh mất.
Vậy nên, ông chỉ khiến cho bọn họ bất động hoặc bị chấn thương bên trong mà thôi. Và những người may mắn nhận được chiếc vé hưởng thụ chiêu thức này không ai khác chính là Sakazuki và một phó đô đốc khổng lồ trông cũng khá ấn tượng. Nhưng rất tiếc họ đều phải chịu thua trước chiêu thức này. It was at this moment that he knew. He fucked up. Shingen no Ichigeki. Để giải thích nghĩa của chiêu thức này thì có phần hơi rườm ra, nhưng các bạn hãy cứ hiểu rằng nếu chẳng may ăn phải chiêu thức này thì chắc chắn là xương trong người bạn sẽ gãy vụn hết ra đấy. Chắc các bạn đã quen với Gomu Gomu no Pistol hay Gomu Gomu no Pistol phong cách của Bartolomeo thì râu trắng cũng có một đòn y chang như vậy, nhưng nói đúng hơn là giống Bartolomeo. Nhưng vì râu trắng sử dụng trước nên suy ra Bartolomeo bắt chước râu trắng, nhưng anh chàng vẫn nghĩ là anh bắt chước Luffy đấy. Thế nên, vì nó khá giống nhau nên về cơ bản nó sẽ trông như thế này. Trông nó khá giống với một đòn Gekishin đúng không nào? Nhưng một cái là đấm, còn một cái là giọng, nên cái nào mạnh hơn thì chắc các bạn cũng biết rồi. Kabuto Wari. Vì One Piece là một bộ shonen jump dành cho trẻ em trên 16 tuổi, thế nên sẽ không có những thước phim quá kinh dị hay máu me có thể khiến tâm lý của các bạn nhỏ có vấn đề. Vậy nên, tác giả đã hạn chế đi độ hoành tráng của những chiêu thức mà mình đã kể trên. Vì nếu áp dụng kiến thức vật lý vào những chiêu thức vừa rồi, thì bạn sẽ thấy rằng sức sát thương của những chiêu thức đó kinh khủng hơn là thứ chúng ta chỉ được thấy trong phim thôi đấy. Chẳng hạn như đòn Gekishin, như mình đã nói, sóng xung kích mà râu trắng tạo ra sẽ phá hủy và xé toạc bất cứ thứ gì nó đi qua như một trái bom vậy. Thế nhưng khi truyền vào cơ thể cái khác, chỉ như bị máu chảy hay bất tỉnh là cùng, chứ không nổ tung ra như pháo hoa, mà đáng lý ra thì nó phải như vậy. Cũng chính vì thế nên chiêu thức Kabuto Wari này cũng đã bị nép hiệu ứng một cách khá là đáng tiếc, vì khi sử dụng chiêu thức này, râu trắng sẽ trực tiếp truyền sóng xung kích vào trong đầu của kẻ địch bằng cách nắm lấy đầu của chúng và bắt đầu nghiền nát nó. Tuy không biết là vì ông đã già hay vì những gì mình đã nói ở trên mà chỉ có duy nhất mũ bảo hiểm là bị phá vỡ, chứ đầu của kẻ địch thì vẫn nguyên vẹn chứ không hề sức mẻ gì cả. Vậy thì có thể suy ra đầu của tên này còn cứng hơn cả nón bảo hiểm nữa. Naginata Rasetsu. Về cơ bản thì chiêu thức này chỉ là một kỹ năng đi dọn lính thôi, nên khá chắc chắn là nó không thể nào hoành tráng bằng các kỹ năng one hit one kill như những chiêu mình vừa kể ở trên nhỉ. Và nếu so về khả năng dọn lính thì chắc chắn là không thể nào so sánh được với Kaishi luôn rồi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì đây vẫn là kỹ năng cần thiết và khá tiện lợi để dọn lính mà không cần phí mất nhiều sức, nên nó xứng đáng có được một vị trí nhất định trong video này đúng không? Và nếu sử dụng kỹ năng này thì ông sẽ cường hóa thanh đao Murakumo Giri của mình bằng chấn động thay vì cường hóa nó vào tay như những chiêu thức khác. Và các bạn cũng có thể thấy là ông đã sử dụng chiêu thức này để chào hỏi một màn chào khá hoành tráng với Roger đấy. Shima Yurashi. Và cuối cùng là chiêu thức không thể thiếu mỗi khi nói về râu trắng, vì thật tình cờ là nó cũng khiến thương hiệu bất diệt của ông được mọi người công nhận nhiều hơn. Để miêu tả chiêu thức này thì quá đơn giản, vì theo như mình biết thì lần duy nhất mà chiêu thức này được râu trắng sử dụng thì cả tổng bộ hải quân và những người nói ở trên ở đó mém tí nữa là làm bạn với hà bá dưới biển luôn rồi. Nhưng cũng may là điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có nhiều đó thôi cũng khiến cho râu trắng được mọi người gọi là người làm rung chuyển cả thế giới rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.